Xin chào các bạn. Thì các bạn thấy ở trong cái phần về tạo dựng family thì có những cái lệnh là dựng các khối đúng không? Tuy nhiên các bạn thấy khi các bạn dùng các khối thì khối exception này là cái khối các bạn dùng nhiều nhất. Các khối kia thì dựng family phức tạp. Còn khối exception là các bạn dựng nhiều nhất, được chưa? Thì có rất nhiều cách để các bạn có thể xử lý tốt những cái khối exception. Thì về tạo khối exception rất là đơn giản, nhưng ở trong cái video này thì tôi sẽ tập trung các bạn về cách xử lý exception nó thuận tiện nhất, được chưa? Thuận tiện nhất thì các bạn thấy lệnh exception nó rất đơn giản, các bạn chọn vào đây thì bạn đầu tiên là sẽ tạo một cái biên dạng, được chưa? Biên dạng 2D, bạn có thể tạo bất kỳ biên dạng nào, ví dụ tôi chọn hình chữ nhật ở đây, ok. Thì các bạn thấy hiện ngay ở cái thanh thuộc tính này thì nó có phần exception end, exception start. Thì exception end ấy chính là cái mặt phẳng, cao độ của mặt phẳng đáy của exception, và exception start là cao độ mặt phẳng đáy, còn exception end là cao độ mặt phẳng đỉnh, được chưa? Đáy là thế nào, ví dụ bạn vẽ một cái exception thì đáy tức là cái mặt phẳng thấp nhất của exception, còn đỉnh là mặt phẳng cao nhất, được chưa? Đấy, bạn chọn đây. Ví dụ ở đây tôi chọn đáy, các giá trị này là nó sẽ tham chiếu như nào? Không không, tức là nó sẽ trùng với cái mặt phẳng rep level đây này. Được chưa? Rồi nếu mà bạn để âm 250 thì nó sẽ nằm dưới cái mặt phẳng level một khoảng là 250 mm. Còn ở đây cái mặc định là đang để 250, tức là nó đang cao hơn mặt phẳng rep level là 250 mm. Ví dụ tôi để đây là âm 250 này. Đấy. Giờ tôi finish chẳng hạn. Bây giờ bạn xem ở cái mặt đứng thì có đúng như chúng ta nói không? Đây tôi đo chẳng hạn. DI này. Từ mặt phẳng rep level đây đúng không? Xuống đây là đúng 250 này. Đấy, trên đây là 250. Thấy rất thuận tiện đúng không? Chúng ta nhập ở kia thì ở đây là sẽ xác định luôn. Giờ. Đấy. Khi mà cái exception ở đây này thì các bạn thấy này, các bạn chọn 3D này thì bạn thấy bạn phải lưu ý những cái rất cơ bản đây này, nó có những cái mũi tên để bạn kéo ra kéo vào đấy, kéo lên kéo xuống, ví dụ đây đấy, được chưa? Kéo lên kéo xuống này, kéo lên này, thì bạn thấy này, khi bạn kéo ra thì những cái điểm exception start và exception end nó tự nhảy này, thấy chưa? Đấy, chưa? Ok. Đấy, đấy là những cái thao tác rất là cơ bản với exception. Thì bây giờ tất cả những cái biên dạng exception này bạn đều có thể ràng buộc nó được. Ví dụ bạn sẽ tạo thêm một cái hai mặt phẳng ở đây chẳng hạn. Tham chiếu. Đúng không? Và bạn sẽ gán cái kích thước, ví dụ ở đây bạn gán một cái kích thước này. Đúng chưa? Rồi đây bạn gán một kích thước này. Đấy. Đây là gán kích thước này, đây lại gán kích thước này, chẳng hạn như vậy đúng không? Như vậy bạn chọn cái exception này và bạn edit exception đúng không? Cái edit exception là một cái lệnh để cho phép bạn chỉnh sửa cái exception đó, chỉnh sửa cái biên dạng, thấy chưa? Như vậy bạn sẽ ràng buộc những cái cạnh exception vào những mặt phẳng này đúng không? Ràng buộc này dùng lệnh align đúng không? Đấy. Ở đây rất là thuận tiện và bạn finish nó đúng chưa, thì các bạn sẽ thấy ở đây đây đúng không? Và nếu mà cẩn thận hơn thì các bạn có thể tạo ở đây những cái kích thước, ví dụ ở đây là kích thước này, bạn tạo một cái kích thước thì đây chẳng hạn là A đúng không, rồi đây là tham gán cho nó một kích thước là B, đây gán là một C, đây là D chẳng hạn đúng không? Đấy, và bạn có thể hoàn toàn vào bảng quản lý bạn chỉnh được thông số, ví dụ cái này là 1500 này đúng không, B 1500 này, C 1200 này và D 1200 này. Ví dụ thế đúng không? Ok, thì đây bạn thấy chúng ta đã gán được đây, nó đã A B 1500, C 1200, D 1200 đấy, được chưa? Và bây giờ nếu bạn muốn một cái hình hộp này nó đục một lỗ tròn thì bạn làm nào? Thì cái thao tác đầu tiên cũng là exception. Được chưa? Thì các bạn phải hiểu bản chất cái biên dạng ở đây này
là nó sẽ lấy cái biên dạng kín. Ví dụ bạn vẽ đường này thì biên dạng kín là cái extrusion này, được chưa? Và khối đặc nó sẽ nằm toàn bộ trong cái biên dạng kín này. Tuy nhiên nếu bạn vẽ thêm một cái đường tròn ở đây thì biên dạng kín của chúng ta là cái nào? Chính là cái đường bao ngoài và giới hạn bởi cái đường tròn. Nên chắc chắn ở trong sẽ là rộng, đúng không? Nó không tồn tại cái khối extrusion ở trong nữa. Được chưa? Đấy, bạn finish. Ok, được chưa? Bạn thấy biên dạng cái extrusion của chúng ta là sẽ là như này. Đấy, bạn nên hiểu rõ cái bản chất của việc tạo thành cái extrusion là như vậy. Được chưa? Đấy. Thì tất nhiên là cái extrusion ở trong Revit nó dựng không thể bằng ở những cái phần mềm chuyên về cơ khí được. Nó chỉ dựng được những cái khối đơn giản như này. Đấy, được chưa? Đấy. Xử lý như vậy. Đúng không? Và bây giờ ví dụ các bạn muốn tạo một cái extrusion mà nó đè lên extrusion này thì các bạn sẽ tạo như nào? Về nguyên tắc ấy, khi bạn tạo một khối extrusion thì các bạn sẽ phải xác định được mặt phẳng để chúng ta vẽ cái biên dạng 2D. Được chưa? Bất kỳ một khối extrusion nào đều phải tuân theo đó. Bây giờ nếu các bạn muốn vẽ một extrusion đè lên trên đây ấy, thì chúng ta sẽ dự định là để cái đáy ở extrusion đó trên cái mặt này, mặt đỉnh của extrusion này, được chưa? Thì bạn sẽ cũng tạo một cái grid extrusion này. Và đây bạn sẽ quan tâm đến cái lệnh set này. Set này là để các bạn thiết lập cái mặt phẳng để vẽ cái extrusion kia, mặt phẳng vẽ cái biên dạng extrusion kia, set. Thì có các định dạng này, bạn chọn cái loại mặt phẳng, tên mặt phẳng. Đây, đúng chưa? Thứ hai là bạn pick vào một mặt phẳng. Được chưa? Đấy. Và thứ ba cũng là pick nhưng bạn sẽ sử dụng một cái mặt phẳng tham chiếu, một mặt phẳng làm việc khác. Mặt phẳng làm việc đó là mặt phẳng việc bạn tự tạo ra. Thì cái này tương đối ít dùng. Thì các bạn sẽ chọn hai cái tùy chọn là tên mặt phẳng và pick mặt phẳng. Thì pick mặt phẳng có thể nhanh hơn. Tên thì bạn phải tạo một phẳng tham chiếu và bạn đặt tên. Tôi sẽ pick vào mặt phẳng trên cùng. Thì các bạn thấy nó hiện ra một cái đường xanh bao quanh này này. Thì đấy, thì chính là cái mặt phẳng mà bạn chọn được. Được chưa? Và bạn muốn sâu được cái mặt phẳng đó lên thì bạn chọn cái nút sâu này. Hiện mặt phẳng đó lên. Đấy, bạn thấy đây. Đúng không? Hiện này thì bạn thấy nó dễ dàng quan sát hơn. Đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ vào mặt bằng bạn vẽ thôi. Được chưa? Bây giờ bạn vẽ bình thường. Thì tôi vẽ một phẳng phẳng tròn này. Được chưa? Được chưa? Đấy. Rồi bạn finish. Đây. Tuy nhiên bạn thấy này. Cái extrusion này nó vẫn có một cái đoạn ở nằm dưới. Muốn đưa lên cái đáy của nó bằng đỉnh của cái extrusion này thì bạn sẽ làm nào? Thì rất đơn giản, bạn có thể align nó thôi. Bạn chọn vào mặt đứng, mặt nào cũng được. Được chưa? Thì đây. Bạn align nó. Chọn lệnh align thôi. Từ cái này vào cái này, cái đi lên, đúng không? Và cái này thì các bạn thấy cái không này, này thì các bạn hiểu như nào? Cái không là nó sẽ cái tính cho cái mặt phẳng mà bạn vẽ đường biên dạng, tính là mặt phẳng đỉnh này. Ví dụ ở đây âm 250, được chưa? Thì nó không phải là tính từ rep level xuống mà tính từ cái mặt phẳng này xuống, được chưa? Đấy. Và đây bạn có thể chỉnh không luôn, muốn đây nâng lên đẩy 500 đấy, nó tự nhiên đẩy lên 500, rất là đơn giản, đúng không? Đấy, đấy là extrusion là như vậy. Các bạn thấy thì các bạn tất nhiên khi dựng nó đơn giản nhưng các bạn cần hiểu cái thành tố trong đó để về sau chúng ta mới xử lý thành thạo. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái thủ thuật này. Xin chào tạm biệt.